Mục đích của việc sửa đổi đạo luật bảo vệ quỹ đất nông nghiệp chủ yếu là nhằm hạn chế việc xây dựng trên khu đất được xếp vào loại bảo vệ thứ nhất và thứ hai theo đơn vị sinh thái đất được xác định. Các nghị sĩ đã kéo dài thời hạn có thể xây dựng các trung tâm lớn trên vùng đất nông nghiệp tốt nhất từ 5 đến 10 năm nếu chúng được dự kiến trong quy hoạch không gian. Các thiết bị thu quang điện sẽ chỉ được phép xây dựng trên đất nông nghiệp dưới dạng thiết bị nông điện, tức là những thiết bị thường được thực hiện trong hoạt động nông nghiệp. Theo đề xuất sửa đổi được thông qua, đất nông nghiệp sẽ cấm bán cho chủ sở hữu từ các nước thứ ba, ngoại lệ các quốc gia thuộc khu vực kinh tế châu Âu, Thụy Sĩ và các nước thứ ba mà Séc có thỏa thuận quốc tế liên quan. Hạ viện cũng đưa vào dự thảo việc miễn thuế tài sản đối với tất cả đặc điểm cảnh quan có ý nghĩa sinh thái đã được đăng ký. Hiện dự luật sửa đổi sẽ được trình lên Thượng viện để xem xét thông qua.